Bà này bà đi kiếm củi nha. Đây cái hang tỉnh đội hồi xưa. Đây mình dẫn đường lên. Ở đây là một phần của căn cứ cách mạng hồi xưa. Đường đi lên núi của mấy ông. Hòn đá trước mặt, nơi đây giữ vùng phá uy của kẻ thù. Từ tháng 9 năm 67 đến tháng 5, ban tuyên huấn tỉnh quận 70 và các bộ phận trực thuộc văn phòng, thông tấn báo chí đài, minh ngữ văn nghệ, huấn học, tuyên truyền, đội chiếu phim, đội nhân công đã kiên cường bám trụ công tác và chiến đấu. Xuống hàng rồi. Cái hàng này tới mùa nước nó ngập ở dưới này. Nó rác hết trời, nó vô. Nó vô nó chơi, nó rác tùm lum. Đá nó trồng chắc lên nha. Nên cái mùa nước có trồng này có rồi đó nó đá nó trồng hơn nha. Ở đây cũng có đường nước suối nó chảy mà. Đường làng nữa ăn tức. Cái đường này ta định làm nó nối lại với cái đường chạy ở bên
dưới chân núi Đập Phá qua cái eo eo của kẹt nước, nhưng mà nó làm từng đoạn nó bỏ một đoạn. Nước nằm ở trong đó. Sớm này là theo tôi đoán là ít nhất cũng phải 99% là người Khmer. Trời ơi, nó có cái giếng này, giếng này. Vô hả? Sao vậy? Vô tới 100 á. Anh ở lùi 100 bia ra nên xí xà tan. Thôi mình toán đùa hết tới ở hỏi. Ở phần nhé đúng không? Ôi tức mệt lạ nó với tức. Tức nắng bạc ước chẳng ánh nè. Chẳng bạn kia máu đùa nè nè. Mẹ thương anh máu đó. Thầy khá cho nó kia rốt nè. Đấy, lăng ngại sát, lăng camera sát ta nè. Đấy, yên phố nè. Yên, đấy, tích tiết nó là bay ấy. Nó đẹp. Đó, mặc áo, mặc cái xanh xanh này. Ở đây á, đồng khu đó. Còn nhiều nước này trong, nước này là nước ngọt, nước này là nước suối. Okay, ở bên này để coi cái này giếng Tam Mật Kỳ năm 1983.
Ai mà nghe? Mà ngay, mà ngay luôn, mà anh thôi. Ai vậy chú? Tăng không lên. Nè, đây đến nè. Đây một nước, đây một nước ở cái vùng này, cái vùng nào đến khu mấy? ตะเปียง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 
Ông tôi năng suất mà tên. Dạ. Ông lấy lại tên con đấy. Lấy cái năm tao. Lấy. Nghĩ không tăng tiền đó con. Thế tao vào con lấy mà đòn. Ờ tao vào con á tao lên bà nè. Lấy con con. À gánh đồ đi đâu. Nào quên trời. Hả? Ở từ ruộng thanh áo rồi. Chỉ gánh đồ đi lên chạy làm thúng nốt. Hai em bé đi lấy nước này. Đất đó là cái miệng giếng mà.